Những câu nói hay về cuộc sống, nghe mà thấm, phần 1. Mời các bạn cùng xem nhé. Tình yêu có 7 chữ, thì phản bội cũng thế. Sự thật có 6 chữ, thì giả dối cũng vậy. Bạn bè có 5 chữ, vâng, thì kẻ thù cũng thế. Cười có 4 chữ, và khóc cũng thế. Yêu có 3 chữ, thì hận cũng thế. Cuộc sống là luôn có hai mặt của nó. Người ta chả quan tâm bạn vất vả ra sao, cày bừa thế nào, họ chỉ nhìn vào thành quả mà bạn đạt được. Nếu thành công thì bạn được thành tựu, còn nếu thất bại thì bạn được kinh nghiệm. Khi con chim còn sống, nó ăn kiến, khi con chim chết, kiến ăn nó. Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào, vì vậy đừng nhục mạ, đừng làm khó bất cứ ai trong đời sống này. Giúp đỡ tội phạm trước khi bị bắt gọi là đồng phạm, nhưng giúp đỡ sau khi bị bắt thì lại gọi là luật sư. Làm gì không quan trọng, quan trọng là phải đúng thời điểm. Khi còn bé, tôi luôn không hiểu tại sao ba mẹ lại có thể thức sớm như vậy. Sau này lớn lên mới biết, đánh thức họ không phải là đồng hồ báo thức, mà là cuộc sống và trách nhiệm. Có những người không dám bước đi vì sợ gãy chân, nhưng nếu chỉ vì sợ gãy chân mà không dám bước đi thì có khác nào chân đã gãy. Hồi bé, có sức khỏe, có thời gian, nhưng không có tiền. Lớn lên, có tiền, có sức khỏe, nhưng không có thời gian. Về già, có thời gian, có tiền, nhưng không có sức khỏe. Đời không có gì là toàn vẹn, vậy nên hãy sống vui vẻ và hài lòng với những gì mình đang có. Đừng bao giờ tự hào khi bạn có nhiều người theo đuổi. Hãy nhớ rằng, những thứ giá rẻ thì thu hút người mua. Chẳng thà mình không nói, để người ta tưởng mình ngu, còn hơn mở miệng ra, để người ta chẳng còn nghi ngờ gì nữa.